Rồi, ok, hello, xin chào tất cả các anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Thì hôm nay mình có một cái cục pin OEM mình mới mua trên Shopee nè anh em, dành cho dòng Mini 3 và Mini 4 series ha. Đó, đây là một cục pin OEM ha. Và cái cục pin OEM này anh em có thể coi những cái thông số nè. Đó, thông số đây ha, nó giống như một cái cục pin zin bình thường ha. Và ở đây mình đã mở ra bên trong của cái cục pin OEM ha. Đây là cục pin OEM mình đã mua ở Shopee nè anh em ha. Thì do cái phần vỏ nó dán bằng keo dán sắt nè anh em, nó có dấu chí keo dán sắt này, nó dán keo dán sắt cho nên là khi mình tháo ra thì cái phần vỏ này nó bị hư nha anh em, bị nát ha. Phần vỏ thì nói chung là khá là đẹp, khá là hoàn thiện ha. Và đây là cái tem của pin OEM mình mua trên Shopee ha. Đó, đây là pin OEM mua trên Shopee nha. Đây là cục pin zin nè anh em, pin zin nè, pin zin 2450 nè. Đây là cục pin plus chính hãng nè, pin plus chính hãng nè. Đây là cục OEM bên mình đang phân phối, bên mình đang bán ha. Và đây là cái phôi OEM bên mình đang phân phối luôn, thì mình đã tách trần nó ra. Thì mình sẽ so sánh những cái viên pin này với nhau, bao gồm cả OEM, OEM, zin và pin thường. Đó, để coi nó có những cái gì giống và khác nhau ha anh em. Rồi đây mình có một cái đốc sạc ha, một cái hub sạc for ha, hub sạc for dành cho dòng mini 3, mini 4. Mình sẽ cắm lần lượt từng cái viên pin vào để xem coi là thông số nó hiện như thế nào ha anh em. Mình sẽ tắt đèn nó đi cái. Rồi ok, bây giờ mình sẽ cắm cái viên pin plus zin nè, plus zin ha. Bốn mươi lăm phần trăm nhiệt độ 34, số lần sạc là 16 ha, điện áp là 37,39 V ha, là viên pin plus zin ha. Tiếp theo là mình sẽ cắm cái viên pin OEM như bên mình phân phối ha anh em. Trên hình thì có thể thấy nó hơi xấu xấu ha, nhưng mà ở ngoài thì chất lượng nó cũng ok lắm. Mình bán mà nếu không ok thì mình không có bán làm gì hết anh em. Cắm chưa ăn thì phải. À, cái cục này chưa có kích hoạt. Cục này pin này chưa có kích hoạt, để mình kích hoạt nó ra này mày. Mình chờ một chút. Ok, nó tự kích hoạt luôn ha anh em. Đó, thì là 33%, nhiệt độ 32 độ C, điện áp là 7,27 V ha. Rồi, thông số nó hiện cũng không có gì đặc biệt luôn. Tiếp theo mình sẽ thử với viên pin OEM mình mua trên Shopee ha anh em. OEM mua trên Shopee nè, 87%, nhiệt độ 31 độ C, điện áp là 8,27 V ha. Số lần sạc là 0, nó cũng không có gì đặc biệt luôn. Rồi, đây là viên pin hãng ha, viên pin thường của hãng ha. 45%, nhiệt độ là 33 độ C, số lần sạc là 10, điện áp là 7,44 V. Thì mấy cái này á, nói chung là nó không có gì khác nhau hết về phần hiển thị thông số này kia, nó không có gì khác nhau hết nha. Và mình cũng đã thử trên máy bay rồi, đương nhiên là tất cả những viên pin này đều hoạt động tốt ở trên máy bay, không có vấn đề gì hết. Và mình chỉ muốn so sánh để coi là cái viên pin OEM mà mình mua về Shopee nó có gì đặc biệt hơn so với những cái viên pin OEM do bên mình phân phối và so với pin chính hãng ha. Thì mình sẽ tháo cái viên pin OEM này ra khỏi cái vỏ để chúng ta dễ quan sát hơn ha anh em chờ mình tí ha. Rồi ok anh em, thì bây giờ mình đã tách cái vỏ ra rồi anh em. Anh em có thể thấy đây là phần cell của cái viên pin OEM ha. Rất là to ha, rất là dày, rất là vuông vức ha. Cảm giác rất là nặng, rất là chắc tay ha anh em. Đây là cái viên pin OEM mà của bên mình đang phân phối này anh em, đây là cái phôi của nó. Cái cell thì anh em nhìn có cảm giác nó thon hơn nha, nó gọn hơn, nó không có bự sự, nó không có dày to giống như là cái cell pin của cái cục pin OEM trên Shopee ha. Đây. Đó. Là một cái viên khác nè, còn trong vỏ nè, viên này thì chưa tách ra khỏi vỏ nè. Và đây là cái viên pin thường của hãng nè anh em, bình thường của hãng. Đây là phần cell ha, phần cell nè. Đó, và đây là viên pin plus của hãng, là viên pin plus của hãng. Đây là phần cell nè anh em, thấy không, phần cell nè. Đó, thì có vẻ như là cái viên pin OEM trên Shopee này là cái phần cell này nó khác biệt hoàn toàn luôn anh em. Mình thấy có thể thấy là cái cạnh nó vuông vức ha, cảm giác nó rất là to, rất là nặng ha, nặng hơn rất là nhiều so với cái cục pin này luôn á. Nặng hơn nhiều như vậy,
như vậy thì có thể là cái dung lượng nó sẽ cao hơn hết anh em. Rồi giờ tiếp theo mình sẽ sâu lên phần mạch điện tí đi. Đây là cái viên pin OEM của Shopee nè. Đó, nếu mà anh em không biết gì về mạch điện thì anh em cũng chả hiểu gì về nó đâu nha. Ở đây mình có cái viên pin OEM của bên mình phân phối nè. Anh em thấy có tem DJI luôn. DJI dán lên trên mạch luôn ha. Và đây là một cái viên pin thường nè. Đó. Tem cũng DJI ha. Cục này có dấu hiệu vô nước cho nên là nó cái tem nó màu đỏ ha. Và đây là một cái cục pin OEM của mình. OEM bên mình đang phân phối luôn nè. Anh em thấy có gì khác biệt không? Rồi đây là cái cục viên pin Plus của hãng. Plus của hãng luôn. Rồi anh em thấy có gì khác biệt không? Có thằng này là khác biệt nhất ha. Cái cục pin OEM trên Shopee này nó khác biệt hoàn toàn với những cục pin còn lại ha. Và cái con chip này nếu anh em nào am hiểu về kỹ thuật thì có thể thấy đây là một con chip nó rất là lạ ha anh em. Thì bây giờ mình sẽ tách keo nó đây. Tách những cái keo này ra để mình xem coi cái cell trong này là nó là cái cell gì mà trong nó có vẻ như khác khác với những cái viên pin OEM của mình nè, khác với pin OEM của mình và trong nó cũng khá là khác với cái cell pin của hãng luôn nha. Và mình sẽ tự tháo keo ra xem coi nó là cái gì hết anh em. Ok anh em, mình tạm dừng để mình tháo cái nha. Rồi ok anh em, thì bây giờ mình đã tháo được cái phần keo và để tách những cái cell ra ha. Và đây là cái tên của cái cell mà chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy ha. BTC1238712283878350 3.69 ha. Đó, bên đây thì cũng y chang vậy nha. Và đây là phần bên dưới của mạch điện ha. Ta có thể đây thấy đây là một cái cảm biến nhiệt độ nè. Và đây là chân cell hàng vào trong mạch điện ha. Đó, thì cái cell BTC123872 này thì tức là cái viên pin này nó dày là 1,2 cm, tức là dày 120 mm, ngang 38, dài 72 nha. Đó, đây là cell và cell nó là hình vuông, nó dày như thế này nè anh em. Vuông và dày như thế này ha. Và theo như thông tin mà mình có được về cái cell BTC123872 này thì cái cell này hiện tại nó không phải là cell chính hãng. Là cái thứ nhất, cái thứ hai là nó có cái cần nặng hơn cái cell zin chính hãng nha. Đây là cái cục pin hãng nè anh em. Bây giờ mình sẽ thử mình tách keo nó ra để xem coi bên trong nó là cái cell như thế nào hết anh em. Rồi đây là cái viên pin zin của hãng hết anh em. Anh em có thể thấy đây là cái mã cell của pin hãng ha. Power M ha. 3.69 và cái mã của nó là 943871B ha. Đó. Và trong cái hình dạng cell nó nè. Đó, cái hình cell của nó nè, cell nó thon thon như vậy ha anh em. Đó, nó ấm ấm, nó thon thon ha, chứ nó không có vuông cạnh giống như cái cell của trên Shopee ha. Đó, đây là nó thon thon như thế này ha anh em. Đó, và bên trong nó phải chêm thêm keo này ha, chêm thêm keo vì cái độ dày của cái cell này nó không có, nó nhỏ hơn cái cell này ha, cho nên là nó phải chêm thêm keo đây. Nhìn qua video thì anh em sẽ rất là khó để nhìn thấy được cái độ dày của nó ha. Và cái qua bằng mắt thường mình thấy thì cái cell này nó dày hơn rất là nhiều luôn. Thì cell này nó tới là 12 lần nè. Còn cái này nó chỉ là 94 thôi. Thì 12 nó phải dày hơn cái 94 ha. 12 dày hơn 94, 12 tức là 120 đó anh em. Còn 94 là 9.4 anh em. Hay là 94 mm, tính bằng mm gọi là 94 mm. Còn cái này là 120 mm nha anh em, 120 mm. Tức là cái cell này nó đang dày hơn cái cell này. Cho nên là hai cell này khi nó ráp vào nhau như thế này nè anh em. Nó ráp vào nhau như thế này thì nó không chêm keo được. Vì nếu nó chêm keo thì nó sẽ bị cấn cái vỏ nha. Cho nên là nó phải lắp xếp như thế này luôn, nó không chêm keo lên được nha anh em. Nó phải lắp xét như vậy luôn nè. Nó ban nãy là lắp xét như vậy luôn ha. Thì cái phần dày này nè, nó mới không có bị cấn cái phần vỏ ha. Còn này thì nó phải chêm thêm keo nè, keo xốp nè anh em thấy không? Đó, thì để cho nó chắc á, cho nó chắc, nó kết nối hai cái cell lại cho nó chắc, nó không có bị dịch chuyển á. Đó thì phần cell em có thể thấy là cái phần cell này khác hoàn toàn ha. Cell hãng nó khác hoàn toàn ha. Và cái cell đây là cái cell của bên mình nè. Thì anh em nhìn thấy đi, anh em so sánh đi. Y chang cell hãng luôn. Mình làm, và nó là cell của hãng đó anh em. Bên nhà cung cấp bảo mình nó là cell của hãng ha. Đó. Và mình nhìn bằng mắt thường mình thấy là nó là cell của hãng luôn.
cái này thì mình không có tiện mở ra, cho nên là thôi để khi nào khác đó mình sẽ cho anh em xem cái cell này ha. Và cái cell này thì nó y chang cái cell này, y hệt luôn ha. Bên trong người ta cũng phải chêm keo nè, nó ta chêm keo để cho hai cell đừng đừng sát nhau quá đó, để cho nó có cái khoảng trống để nó giải nhiệt đó anh em. Đó, tem DJI ha, hàng OEM mà có tem DJI luôn mới ghê đó. Đó, anh em có thể thấy là cục này nè, nó khác nhau, khác hoàn toàn luôn nha anh em. Đó, đây là sơ bộ bên trong cái viên pin OEM của Shopee, pin OEM của mình và pin pin của hãng ha, để anh em có một cái nhìn tương quan, em so sánh các loại pin OEM bán trên thị trường ha. Đó, và tiếp theo là mình sẽ cùng anh em đi sâu hơn vào những cái mạch điện, hay là đi sâu hơn vào những cái bài test như thời gian bay này kia các thứ ha, để xem coi là những cái viên pin OEM này và so với pin zin thì chất lượng nó sẽ như thế nào hết anh em. Ok anh em.